Vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp ông Anand Sarma là Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Dệt của Ấn Độ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng Anand Sarma cho biết, chính phủ và nhân dân Ấn Độ rất coi trọng quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị với Việt Nam, vốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng vào nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Năm 2012 là năm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, phía Ấn Độ đề xuất thành lập ủy ban cấp vụ chuyên giải quyết những vướng mắc trong quá trình hợp tác đầu tư trao đổi thương mại, mở rộng hợp tác năng lượng, dược phẩm, công nghệ thông tin. Nhiều năm qua, doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường đầu tư vào Việt Nam và trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án trị giá hàng tỷ đô la Mỹ sẽ được triển khai tại Việt Nam. Dự kiến hai bên sẽ thành lập trung tâm siêu máy tính. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn cùng với Ấn Độ đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược phát triển sâu rộng và hiệu quả vì lợi ích của cả hai bên. Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Trong năm 2011, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ và trong một vài năm tới, hai bên cần nỗ lực để đưa kim ngạch hai chiều lên 7 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cũng đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu thuận lợi vào thị trường nước này nhằm tiến tới cân bằng cán cân thương mại. Việt Nam cũng ủng hộ các dự án lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư lâu dài và làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.